nhìn động tác xử lý rất bài bản của cầu thủ áo đỏ. Đường truyền là của Trọng Hoàng, Hùng Dũng, cơ hội, Kiến Linh, Kiến Linh bắn đây, có thể có thẻ đỏ. Một tình huống phạm lỗi, một tình huống mà có thể dẫn đến bàn thắng, thẻ đỏ trực tiếp. Và cũng xin gửi lời cảm ơn nhãn hàng Sơn Mai Color đã tài trợ phát sóng chương trình này. Một cú sút ra đây bất ngờ và táo bạo. Một pha xử lý có thể nói là rất khó tin. Tất cả đều có thể thăng hoa trong bầu không khí đặc biệt như thế này. Bàn thắng thứ hai của Tiến Linh tại vòng loại World Cup 2022 cũng là một cú đá bằng chân phải, nhưng cự ly thì rất xa, khoảng cách có thể nói là lớn, và rõ ràng đó là một thời điểm mà ít ai dám ngờ rằng đó là cú dứt điểm. Nhưng thực sự khi xem lại, chúng ta có thể thấu hiểu được tính hợp lý của nó. Cú đá quá xuất sắc. Hai mùa giải ở đây, Tiến Linh đã trở thành một tay săn mà lợi hại tại V-League. Đường truyền của Tuấn Anh cho Đoàn Văn Hậu. Pha phải báo vào Văn Hậu. Tình huống vượt rất hay. Trong một trận đấu có nhiều thuận lợi như thế này, chúng ta chờ đợi khoảnh khắc mà Công Vượng có thể tỏa sáng. Đoàn Văn Hậu chuyền vào. Để bóng. Đó rõ ràng là một tình huống có ý đồ. Bóng được đưa ra biên và khi nó được trả vào trung lộ. Công Vượng. Pha phượt, Hoàng Đức đang ở giữa. Sút bóng, không vào. Suýt nữa tỷ số được đưa lên 2-0. Công Phượng đã bình tĩnh cầm bóng để truyền cho đồng đội. Quang Hải là người dứt điểm. Lên đến 20 người. Hoàng Đức. Bóng. Đó luôn là những tình huống xử lý mang tính mẫu mực. Có khoảng trống. Quang Hải. Văn Toàn. Văn Toàn xoay sở nhanh và bật vọt rất. 15-20 phút cuối trận. Và đó là những giây phút rất cần thiết. Văn Toàn tiếp tục dẫn vào, chuyền ngang, không được. Văn Toàn, Quang Hải vẫn không được. Rất tích cực, tiếp tục là Công Phượng. Đường chuyền dành cho Văn Toàn, trình bóng, dứt điểm, rất tinh đâu, đối mặt. Rất tiếc là Văn Toàn đã không thành công ở pha bóng đối mặt với thủ môn đội bàn Sarawak. Đây là một pha bóng có lẽ đã nằm trong sự tính toán của cả đội. Một pha bóng không dễ gì có được. Pha phượt. Đường truyền của Tuấn Anh. Chọc khe, không biết vị. Một mình giữa 4-5 cầu thủ. Rất đơn độc. Pha xử lý của Văn Toàn. Đơn độc như anh đã hết sức nỗ lực. Pha can thiệp đầu tiên là của Quế Ngọc Hải với một tình huống bật cao, và ngay sau đó là tình huống áp sát của Trọng Hoàng. Tốc độ của Văn Toàn. Sút điểm. Không vào. Trận đấu diễn ra chưa được 20 giây chúng ta đã có một cơ hội. Bóng được truyền lên từ Hồng Duy và Văn Toàn đã bắt tốc độ. Đó là điều thú vị mà tôi chờ đợi ở trận đấu này. Đội tuyển Thái Lan mở đầu bằng một đường truyền dài, nhưng gần như ngay lập tức đội tuyển Việt Nam trả lời cũng bằng một đường truyền rất nhanh của Hồng Duy ở tuyến. Hà Lan và Văn Hậu đã tích lũy được nhiều, trong đó đáng kể nhất là những tích lũy về mặt thể hình. Quang Hải, Quang Hưng, Quang Chiến vẫn còn, cánh phải là Trọng Hoàng. Bóng vào trong cuộc, tiếp tục là pha chạm bóng của Quang Hải.
Cao thủ áo đỏ đang chơi rất bình tĩnh. Họ không vội vàng. Bóng xuống, quả cắt ngang. Đường chuyền của Duy Mạnh. Trọng Hoàng. Quả bóng hay. Trọng Hoàng. Đập đạn tiếp. Pha bóng thực sự đáng chú ý đầu tiên trong trận đấu. Chúng ta đã tấn công được xuống cánh phải. Ở trận đấu trước, UE cũng bị Thái Lan khai thác khá nhiều ở những pha tấn công biên. Chắc chắn là ông Bang Sơ biết điều này. Trọng Hoàng đi qua lão tướng 34 tuổi, Yusuf Jabe. Những vị trí hậu vệ biên của đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vẫn là những vị trí không được đánh giá cao. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã phá được mấy việc đi và đã thành công. Lần thứ hai Quang Hải thoát xuống đến gần với khung thành của thủ môn Parisan. Quang Hải. Văn Toàn, tốc độ của Văn Toàn rất nhanh. Trọng tài xác định Văn Toàn là cầu thủ chạm bóng cuối cùng. Tình huống tấn công vừa rồi của đội tuyển Việt Nam được bắt nguồn từ cú vặn lườn có thể nói là đẳng cấp của Quang. Tiếp tục xâm nhập. Trọng Hoàng, cứ đây. Ôi, vào. Cú chạm bóng cuối cùng là của Anh Đức. Anh Đức đã lên tiếng. Lão tướng Anh Đức suýt nữa nâng tỷ số trận đấu lên 2-0, điều mà anh đã làm ở trận đấu tại vòng bảng cách đây gần một năm. Không có bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam ở đợt tấn công vừa rồi, nhưng một lần nữa chúng ta cần phải ghi nhận sự đỉnh đạt của đội bóng áo đỏ. Một sai lầm hàng phòng ngự của Indonesia. Văn Toàn. Văn Toàn. Có thể dứt điểm. Quang Hải. Rõ ràng Indonesia là một đội bóng rất lung túng và dễ bị suy sụp sau khi để đối thủ ghi bàn. Bóng đi rất lẩm bẩm. Nếu là một đường bóng trên sân Mỹ Đình. Quang Hải. Dứt điểm. Đánh đầu! 1-0 dành cho đội tuyển Việt Nam! Tỷ số được mở và đó là Đỗ Duy Mạnh. Và thêm một lần nữa thì một cầu thủ nơi hàng phòng ngự của chúng ta đã lên tiếng. Trận trước là đường chuyền của Quế Ngọc Hải để cho Quang Hải ghi bàn. Còn trận này, Quang Hải là người chuyền bóng, Đoàn Văn Hậu đánh đầu rồi sau đó người chuyền điểm cuối cùng là Duy Mạnh. Một pha bóng cho thấy sự lúng túng trong khâu phòng ngự của đội tuyển Indonesia. Văn Hậu. Quang Hải đường chuyền cho Tiến Linh. Tiến Linh có thể dứt điểm bằng chân trái. Cú sút không chính xác của tiền đạo mang áo số 18 về phía đội tuyển Việt Nam. Nhưng đó là một pha phối hợp phải nói là rất gắn kết bài bản của đội tuyển Việt Nam. Không hề có lỗi việt vị của Tiến Linh. Một pha bóng sở trường của Văn Toàn. Rất hay. Không được, vẫn là Văn Toàn. Rất nhanh. Văn Toàn, Đức Huy có thể dứt điểm. Dứt điểm, không vào. Và Trọng Hoàng cùng với đội của mình là người chiến thắng. Cơ hội dành cho Tiến Linh. Tỷ số là 3-0. Rất dễ dàng dành cho Tiến Linh với pha đối mặt vừa rồi. Nhưng công đầu tiên phải kể đến Trọng Hoàng với một pha xử lý đầy nỗ lực và kiến tạo cực kỳ thông minh. Có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ chỉ việc đếm mà thôi. 1-2 và bây giờ đã là 3 rồi. Tôi nghĩ rằng sau bàn thua này rất có thể đội tuyển Indonesia sẽ sụp đổ. Mới có phút thứ 61 thôi. Một mặt thất thần. Tỏ rõ sự thất vọng, chán trường của các cầu thủ Indonesia sau bàn thua thứ 3 vừa rồi. Trọng Hoàng ít phút trước đó đã thực hiện một cú chọc khe cho Văn Toàn và bây giờ anh tiếp tục thực hiện một đường chuyền như vậy dành cho Tiến Linh.